Bây giờ thì các vị đã nghe được chưa? Xin hỏi các vị đã nghe được chưa? Cứ dạ nữa, dạ rồi. Tôi sợ nhất cái bên đây tôi đã nghe rồi. Một số người cứ hỏi cái gì cũng dạ hết á. Mà cái chữ dạ nó có nghĩa lý gì hết. Hỏi ăn không? Dạ. Mà để trước mặt á, thì cái này còn ăn không được. Cái gì cục nhỉ? Hỏi có ăn không là ăn hay là không ăn. Chứ là mình không có dạ. Mình dạ như vậy thì nó kỳ lắm. Nó không có nó chỉ có một ít trường hợp đó, chữ dạ nó là yes hay no thôi, mà thông thường mình chỉ dạ không thôi, nó không biết cái gì hết, mà cái mắt cái chứng gì mà cứ dạ tả lùng. Dạ ok, bây giờ thì mình sáng nay mình làm việc với bài kinh tiếp theo, đó là cái bài kinh tổ ấm hay là tổ chim thì tôi quên mất rồi. Am tranh, bài kinh là am tranh. Dạ. Có mấy chuyện gì chúng tôi cũng phải thưa qua một chút. Đó là ngày hôm qua tính theo cái giờ của châu Âu á, ngày hôm qua buổi chiều thì chúng ta có được cái trang blog. Yeah, có được cái trang blog của Việt Theravada. Cái trang blog ở trong cái trang đó nó có cái điểm đặc biệt đó là cứ mỗi một bài học đã qua hoặc là sắp tới như vậy đó thì có cái phần chánh kinh, có cái phần chánh kinh và có cái phần chú giải bằng chữ Pali. Tôi thưa, xin thưa với đại chúng một điều, đó là cái niềm mong mỏi lớn của tôi coi như là 1/3 cái tâm nguyện của tôi đã làm được. Yeah. Với cái room Việt Theravada và với cái trang blog, cái trang blogspot đó là đối với tôi đó là 1/3 cái tâm nguyện. Chúng tôi mong rằng là nếu không ai làm thì mình có thể mình là cái người khởi xướng cũng được, có nghĩa là phải đề nghị Phật tử, phải xây dựng cái Phật tử một cái thói quen đó là nghiên cứu kinh điển, là phải tới nơi tới chốn. Tới nơi tới chốn. Chứ còn nếu mà cứ suy diễn, cứ suy diễn, suy diễn, mình nghe kinh tạng theo cách suy diễn thì nó nguy nhiều chỗ lắm. Thứ nhất, chuyện đầu tiên thân người khó được, chánh pháp khó gặp, mà mình không được nghe cái phần giải thích mà của chính các cái bậc hiền thánh đó, thì đó là một cái điều hoang phí thứ nhất. Cái điều thứ hai là hiểu lầm kinh điển thì mình chỉ mang họa cho mình, không có được phúc. Và cái điều thứ ba nữa là nghiên cứu kinh điển ấy. Khi mà kinh điển được diễn dịch một cách là tùy tiện ấy, thì sau này bất cứ ai họ cũng có cái quyền để mà suy diễn kinh điển hết. Cái điều đó là Phật giáo chỉ có bên mắt thôi. Không nói ra thì không có gì hết, nhưng mà nếu mà ngồi ngậm ra thì hết hồn. Thứ nhất là thân người khó được, chánh pháp khó thấy khó gặp, mà mình chỉ được nghe những cái ý riêng của mấy ông giảng sư không à, thì hỏi người có hoang phí không? Quá hoang phí đi. Giống như mình đi vô rừng là mình phải ngắm cảnh rồi mình được ăn trái ngon, đằng này vô rừng an toàn là nắm bắt không, đi vô rừng làm cái gì, để cả ra ngoài chợ đồ ăn đầy ắp, làm cái an toàn là ba cái đồ mà quá chất của Trung Quốc không, mà hỏi có như vậy có nên hay không, ví dụ như vậy đó. Cho nên cái chuyện đầu tiên là cứ nhớ rằng là chánh pháp khó gặp, thân người khó được, anh học được học là phải nói là mình hiểu sai kinh điển thì chỉ có mang họa thôi. Rồi nếu quý vị có nghi ngờ cái lời tôi vừa nói đó thì làm ơn vào trung bộ kinh nhé, làm trung bộ kinh, coi cái bài kinh gọi là kinh ví dụ con rắn, ví dụ con rắn, kinh ví dụ con rắn thì có nói cái tôi đó, tức là cái người bắt rắn mà không khéo đó, thì sẽ bị rắn nó cắn. Cái người mà học hỏi Phật ngôn đó, học hỏi kinh điển tâm điển tâm tạng ấy, mà học mà không có đúng cách, học mà bị hiểu lầm bị ngộ nhận thì chỉ mang họa thôi. Tôi ví dụ một cái chuyện mà quý vị bắt buộc phải tin. Thí dụ như là mình học kinh điển mà học không có đúng mức ấy, thì mình có thể dễ vui hơn. Mình chẳng hạn như cách đây mới có 2 hôm thôi, thì một người Phật tử người Việt Nam rất là giỏi ngoại ngữ. Tại sao tôi thêm cái chữ ngoại ngữ là bởi vì cái tình tiết phía sau nó có liên quan đến ngoại ngữ. Thì cái cô Phật tử này cũng rất là giỏi ngoại ngữ, cô đến cô nói với tôi đó, cô nói con thấy ở gần sư thứ ghê quá đi. Sư nói là thân người khó được, cái cơ hội sa đọa thì rất là dễ,
Nhưng mà sau con gặp một vài vị sư Thích Lan á, thì tình hình nó lại khác. Các vị nói rằng mình đã tam thọ tam quy ngũ giới rồi, và trong đời sống mình á, sống tròn trách nhiệm bổn phận với gia đình thì chắc chắn là xâm thiên thôi. Bởi vì các vị phân tích đó là có được bao nhiêu người mà quy y được tam bảo, có được bao nhiêu người mà giữ được năm giới, có bao nhiêu người mà sống tròn trách nhiệm với gia đình mà theo cái tinh thần của Phật tử, có bao nhiêu người, có bao nhiêu người mà biết hộ trì tam bảo, tin tưởng riêng mà hộ trì riêng, cúng dường chư tăng vân vân, thì như vậy là coi như là dứt khoát là phải sanh thiên rồi. Thì có nói tự nhiên nói chuyện với người ta thấy nó đã quá, nó thấy nó người nó nhẹ quá, còn lại gần gặp sư thấy ghê quá, sư cứ nói kiểu giống như là đi xuống là cái chắc á. Thì tùy quý vị trong trong quý vị muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà theo tôi đó, các vị thấy chưa, các vị thấy chưa, chỉ cái cách diễn dịch thôi, một người thì làm cho người ta sợ, một người làm cho người ta thấy thanh thản, hoặc là tôi xin phép ví dụ một chuyện nữa có thể làm phiền nhiều người trong rừng, đó là khi tôi nghe mà hòa thượng Nhất Hạnh mà giảng về thiền đó, tôi thấy tôi không có sợ luân hồi. Hòa thượng nói mình cũng quán chiếu, hít ra thở vô ra ra mỉm cười, nhưng mà đại khái đó là coi như là cái sự vô thường đó, theo hòa thượng giảng nó đẹp lắm, nó là sự đắp đổi từ cái tình trạng này nó sang tình trạng khác. Cái cao siêu ở đây là hòa thượng nói rất là đúng, nhưng mà cái chỗ hòa thượng dẫn mình về đó thì làm cho mình lại có một cái nhìn khác về cái dòng sinh tử. Hòa thượng nói rằng là mình đi từ cái thân này qua cái thân khác nó giống như là cái sự lung lưu, sự quán chuyển của dòng nước, hoặc là của một chiếc lá vậy đó. Thì nghĩa là từ cái này nó biến mất nó thành ra cái khác và tiếp tục phục vụ nữa. Nước lúc nào đó nó ở dưới cống, nó ở dưới mương, bây giờ nó bốc hơi về trời, nó làm mây rồi nó mới rơi xuống, nó mới nuôi cây cỏ vạn vật cái trên cái hành tinh này, rồi mọi thứ nó sống được một lúc nào đó nó bị hư hao rã mục, nó hóa thân vào đất, rồi từ đó nó lại có cái khác sinh sôi nảy nở lên. Sống mà sống mà khi mà tôi sống mà tâm niệm như vậy đó, khi mà tôi uống một cái ly nước tôi cũng cảm nhận là tôi đang trở về với lòng đất mẹ. Khi tôi đang cầm một đóa hoa hãy trân quý nó, và khi tôi bước đi trên đất tôi hãy có cảm giác rằng mình bước đi mình đang dẫm lên cái hình hài của một em bé hồng hào. Do đó cho nên lòng ta lúc nào cũng phải cẩn trọng nhẹ nhàng hết, phải trân quý, phải trân trọng, phải yêu thương, sống để bảo vệ môi trường. Tôi còn vừa nghe thì rất là đã, nhưng mà tôi nghe một hồi thì tự nhiên tôi có cảm giác rằng cái chuyện luân hồi nó không có phải là cái chuyện mà mình phải lìa bỏ nữa. Ở đây Đức Theravada nói rằng hết nghe là sao? Trác Đà Lạt thì nghe mà Việt Theravada không nghe, cho nên xin bà con nhé, coi kỹ con mình có vấn đề hay là người ta có vấn đề. Chỉ các vị báo như vậy thì cũng kẹt quá, tốt nhất đừng báo với tôi mà hãy báo những người chung mình ấy, bên cạnh mình ấy. Chỉ báo với tôi chỉ làm cho tôi hồi hộp thôi, mình chỉ làm cho nhau sợ hãi thôi nha. Hãy hỏi mấy người chung quanh bà con còn nghe hay không, hãy hỏi còn nghe là ok. Còn cái gì báo với tôi thì không là vấn đề. Tôi chỉ thấy cái mic của tôi nó còn đang treo lừng lững và lộng lẫy lấp lánh như vậy thì làm sao mất được. Đấy. Cái đằng nãy giờ tôi lạc đề là lạc đề như vậy đó. Tại sao phải có cái rung? Thì hôm nay ở trong cái Vietcetera Blogspot chúng ta có rồi. Chúng ta có cả cái phần gọi là chánh kinh bằng tiếng Việt, cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, và có cái phần chú giải Pali. Các vị cũng nên biết rằng ở Việt Nam nó không phải là không có người không đọc được chữ Pali, không phải là không có người đọc được chữ Pali. Ví dụ như là ông thầy Đỉnh, thầy Đỉnh tức là thượng tọa Ngộ Đạo ngày xưa, bây giờ thì thường xuyên lui tới chùa Bửu Quang ở Gò Dưa, mà nhà này cũng gần Gò Dưa. Vừa rồi tôi về tôi gặp thầy, tôi mừng tuổi tuổi tôi thương lắm, phải nói là tôi thương lắm. Rồi chưa kể các vị tăng sinh mà đặt biệt là ở Tích Lan, phải nói rõ là Tích Lan nha, thì cái khả năng đọc Pali không khó khăn, ngoại hổ trong cái làng cư sĩ Việt Nam. Đấy. Thì cái chuyện mà người ta bỏ công ra mà người ta dùi mài trao dồi để người ta đọc hiểu đó, thì cái chuyện nó không có khó. Bây giờ hôm nay chúng ta có nhiều bản dịch trên internet, có nhiều bản Thái, bản tiếng Anh, bản tiếng Đức, vân vân và vân vân, chưa kể là bản tiếng Tàu nữa. Tôi từng gặp thấy, từng thấy qua,
cái bản dịch thắng pháp tập yếu lượng bằng tiếng Tàu ha, rồi cả bản chú giải Abhidhammavatara của ngài Buddha Đắc Thế chúng cũng trong đó luôn bằng tiếng Tàu nha. Đó là có những cái vị sư người Hoa, chẳng hạn như cái sư này đây, cái sư này, cái sư này là một cái tay gọi là nguyên bác về Abhidhamma, nguyên bác về gọi là cả gọi là Pali Sanskrit, tiếng Anh này với tiếng Tàu là khỏi nói rồi, mà Pali Sanskrit mà đặc biệt là vị này có cái bằng tiến sĩ về cái luận án, tiến sĩ luận với cái luận án là nghiên cứu về Abhidhamma của Phật giáo các bộ phái, tức là Abhidhamma nguyên thủy và Abhidhamma phát triển này, và vị này có viết rất là nhiều sách này, cho nên ấy, mình cũng có một cái niềm tin lớn là bây giờ cái đó với cái người nghiên cứu Việt Nam dùng được internet và cộng thêm từ ngoại ngữ nữa đó, thì coi như đã đời ông địa, coi như là đời này kiếp này là mình coi như không có cách chi mà mình nghĩa là đọc hết mấy cái tài liệu mà mình mới cần đâu. Đó là chuyện rất là đáng mừng. Bởi ngày hôm qua tôi nói đó, nếu bây giờ có hỗ trợ là hỗ trợ những cái ghét xài chữ cơ sở, lâu lâu tôi quên tôi xài chữ cơ sở là chỉ cái chữ mà dễ bị hiểu lầm lắm, thì những cái nơi chốn là những cái tổ chức, những cá nhân mà họ trực tiếp ảnh hưởng đến cái chuyện hoằng pháp nhiều hơn là tôi cái chùa chung chung. Mà nói vậy tôi không có chống chùa, bởi vì không có chùa thì làm sao có cái chỗ cho tăng ni ở, tôi chỉ muốn chùa mà quên chuyện hoằng pháp thôi. Chứ còn nếu mà hai cái đó đi song song thì tôi phải nói rõ là tốt nha, bởi vì nếu tôi không nói rõ là bà con hiểu lầm rồi đi tuyên truyền rồi nó mất lòng dữ lắm, mất lòng dữ lắm. Thì tôi thấy một người con gái mà chỉ biết phấn son mà không nết na, không biết nữ công gia chấm, nếu đối với người con gái học hành đàng hoàng, nết na ngon lành, đảm đang trung hậu, thì lúc bây giờ cái nhan sắc nó là một cái chuyện rất là quan trọng. Thậm chí phải nói là tôi không lẽ tôi nói tôi háo sắc, chuyện đầu tiên mà tôi vừa nhìn mặt người ta đó là tôi phải mình đã nhìn nhận là mình bị quan tâm về cái nhân hình, cái ngoại dạng người ta trước rồi đó. Nhưng mà nói chuyện thấy ngu quá, thấy nó tào lao, nó tà kiến quá thì thôi mình buông. Chứ còn chuyện đầu tiên mình nhìn thấy một người con gái là mình dầu tăng hay tục mình nhìn mình phải thấy cái ngoại hình ở trước chứ, tại sao mình dám chê nhan sắc của một người được phải không? Nhưng mà nó ngu quá, nó tào lao quá thì mình, nó vô duyên quá thì mình phải chia tay, ví dụ như vậy. Thì ở đây cũng vậy, tập trung mà lo tới chùa mà không lo hoằng pháp, không lo pháp học pháp hành là chuyện không quên đấy. Nhưng nếu mà hai cái đó anh làm ok thì cái chùa lớn nó tốt chứ. Mình không có lý do gì mà mình chơi cái chùa hết nha. Tôi đang nghĩ quý vị đừng bao giờ tuyên truyền hết sự giáo viên chống chùa tôi nha. Thương nhau mà lại bằng 10 hại nhau nha. Chứ bây giờ thử các vị mà các vị tìm ra một dùng tôi một miếng đất cho nó ngon, sát bờ biển, sát hồ nước, ở dưới chân núi ha. Rồi các vị là xây tường chung quanh ca trồng cỏ Nhật ha. Rồi làm mấy cái chòi bằng lá, rồi khi mình đưa vài chục, phải nói vài chục nó mới đặt, vài chục cái thạch đăng bằng đá của Nhật đó. Nó có những cái hồ nước nhỏ 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 nhỏ, có những cái cầu đá bắc ngang. Chủ trương thích các chùa lớn mà tôi mê cái đó lắm, tôi mê tôi lắm gì đó, tôi mê là có phải sao phải có bức thấy hết trơn thế. Vậy đó là cái đã thứ nhất. Cái thứ hai nó là mình nó cách âm, nó cách âm. Rồi đồng thời đó là bên trong là tôi chủ trương mình ở nhà lá vách đất thôi, nhà tranh vách đất, mình trở lại cái thời nguyên thủy, và coi như là trong sông chỉ trồng một thứ cỏ nhật thôi, không hoa thì la ra đó, tôi không có nặng được hoa lắm, tôi thích cỏ thôi, cỏ Nhật rồi là những cái thạch đăng bằng đá, đó chỉ vậy thôi. Những lối đi mới sang ấy, những lối đi trải sỏi phiến hay là những miếng xi măng mà mình đúc thành từng tấm đó, đó là nghèo, còn sang thì mình lót sỏi. Đó là cái mê của tôi, chứ tôi đâu có chơi chùa, tôi nói rồi, tôi làm sao tôi chơi được? Những cái chỗ tôi bây giờ đó là phải nói là nó chỉ là một cái nỗi buồn thôi, nó chỉ là một sự gợi nhớ cho tôi về một cái góc trời mà tôi rất là thèm. Mà nếu mai này tôi có về miếng gì mà tôi có mua đất mà tôi xây các cửa, tôi cũng xây theo cái mô hình đó. Mà nếu tôi có làm ở châu Âu hay làm ở Mỹ, tôi cũng là cái mô hình. Các vị có nghe lại chưa? Các vị có nghe lại không? Dạ rồi. Nó lạ một chỗ là tôi, nếu mà nói theo lời của các vị á, thì tôi đã bị rớt rồi, mà tại sao tôi vẫn thấy cái mic nó nằm ở đó hả? Nó mới lạ đó. Bởi vì trên nguyên tắc khi mà nó rớt nó phải mất chứ, kỳ lạ. Ok,
cái chỗ này tôi xin mở mặt một chút nha, chứ không mở mặt á thì quý vị lại hơi có một chút hoang mang, là thời Đức Phật ấy, cái chuyện mà chư thiên xuống hầu ngài nó rất là thường. Có người trong vinh này tôi nghĩ rằng không có tin cái chuyện đó, thôi kệ nó, nhưng mà cái trách nhiệm mà tôi vẫn phải nói nha, mình phải chỉ quan tâm đến cái nội dung mà kinh Đức Phật nói cái gì thôi nha. Còn cái chuyện mà ngoài ra thì cái gì mà nó thuộc về râu ria mà không có cần thiết á, râu ria mà rìa đó thì mình bỏ qua nha. Thì ở đây có một vị trời, có một cái người khuất mặt đi tìm đến với Đức Phật để mà hỏi đạo. Thì trước hết vị này đọc một cái bài kệ, trước hết vị này đọc một bài kệ mà ý nghĩa thì phải nói là mình có học đạo á, mình có học đạo thì mình đoán mò ra được, nhưng mà nếu mà người không có học đạo thì họ thấy rất là kỳ. Là tại sao? Là bởi vì cái vị trời này biết rõ rằng Thế Tôn biết ta biết Thế Tôn và Thế Tôn biết ta, thì giữa những người mà có thần thông với nhau đó, họ nói chuyện như vậy đó, họ nói chuyện như vậy đó. Chẳng hạn như các vị có nghe cái chuyện mà người ta đánh cờ tướng bằng miệng luôn, biết trong kinh mà có biết chuyện đó không? Có những trường hợp người ta hai người đánh cờ, họ không có thấy bằng cờ, họ không có nhìn những con cờ mà họ đánh bằng trí nhớ thôi. Ví dụ như là con pháo nó đi tới bao nhiêu, rồi con xe, rồi con mã nó lùi, nó đi ngang bao nhiêu, họ chỉ nói miệng với nhau thôi. Vậy họ giỏi mà, họ có thể đánh trèo bằng miệng mà không cần nhìn bằng cờ. Ok, ở đây cũng vậy, đối với những vị có thần lực họ nói chuyện, đôi khi họ nói chuyện như vậy đó. Cho nên nó mới có cái câu đầu tiên là vị trời nói ngài không có am tranh, ngài không có tổ ấm, ngài không có di dân, ngài thoát khỏi hệ phược. Thì tôi xin với bà con đó, trong cái câu kệ đầu tiên này nè, cái câu thứ ba đó, trong cái bài là bài thứ nhất mà câu thứ ba nó có cái là ngài không có cái di dân. Đấy, tôi cũng chẳng biết cái này đánh nó như thế nào, nó khổ quá. Thì di dân ở trong tiếng Pali là Sam Ta Na Cát, mà cái chữ này là nó nhiều nghĩa, mà tôi không biết là tại sao mà Hòa Thượng Minh Châu từ ngày dịch là di dân. Thật ra cái chữ này nó rất là nhiều nghĩa, cái chữ Sam Ta Na Cát ở đây đó nó có cái nghĩa là cái trước hết đó là nó là cái sự nói giỏi, cái sự nói giỏi mà tôi không bỏ dấu nhưng nói dối vậy đó. Sự nói giỏi tức là cái sự mà coi như là tiếp nối nha, cái sự mà tiếp nối từ đời này sang đời khác nha, trong một cái dòng tộc là sự nói giỏi đó. Dạ đúng rồi, cảm ơn. Sự nói giỏi thì cái chữ Samtanaka nó cá này nó có nghĩa là sự nói giỏi đấy. Và cái chữ Samtanaka là nó hay ghê lắm, mà tôi cứ sợ nói ra nó mất thời gian, chứ còn cái chữ này nó hay ghê lắm. Bởi vì nó, nếu mà coi như ai đó hỏi tôi sư chọn dùm ở trong tiếng Pali đó 10 từ quan trọng bậc nhất nhé, để một người Phật tử có chánh kiến để xin nói về Phật pháp, bây giờ xin chỉ được quyền chọn ra 10 chữ Pali thôi. Xin chỉ được quyền chọn ra 10 chữ Pali để mà cho Phật tử học thuộc lòng 10 từ thôi nha, mà 10 từ đó là nói đến những vấn đề lớn của Phật pháp. Thì một trong 10 từ đó là phải có cái từ Samtanaka. Đấy, cái chữ Samtanaka, cái chữ này rất là quan trọng, vô cùng quan trọng và cực kỳ quan trọng. Là sao? Là bởi vì đối với một người không phải Phật tử đó thì họ chỉ có hai cách nghĩ về bản thân mình thôi. Cái chỗ này nghe cho kỹ nha, cái này đang giảng này A mà tôi nói là lan qua B, mà tại nó có liên quan về một chữ thôi. Một người không biết Phật pháp khi nghĩ về thế giới, khi nghĩ về bản thân, họ chỉ có hai cách nghĩ thôi: một, chết rồi là hết, kiếp trước tôi không có, kiếp sau tôi không có, do một điều kiện đặc biệt ngẫu nhiên nào đó thì tôi có mặt trong cuộc đời này nhé, xong rồi thì thôi, đấy, không còn gì chuyện gì để nói nữa hết. Thì đó gọi là trường hợp thứ nhất, trường hợp đoạn kiến. Trường hợp thứ hai là trường hợp thường kiến, tức nghĩa là tôi không rõ tôi từ đâu tới, nhưng mà tôi chỉ biết rằng tôi đi dứt gia dứt dưỡng từ cái đời này sang kiếp khác. Cái thân này mất đi thì cái vong hồn của tôi nó tiếp tục đi nữa, đi mãi hoài trong nhân gian như vậy đó.
thì có người họ nghĩ xa hơn, tuy nhiên ngưỡng độ đó thì họ có nhìn nhận cái chuyện là mình chết rồi, có lúc mình làm trùng, làm dế, làm heo, làm bò, làm trâu, làm ngựa, rồi có tu hành là để lại làm người. Mà cứ như vậy mà khi nào mà mình có tu tập đầy đủ công đức rồi, đến cái mức nào đó nó đủ mức, đủ số rồi đó, đúng mức rồi đó, thì mình sẽ trở về hợp nhất với Phạm Thiên Chí Tôn ở trên cõi Phạm Thiên. Bởi vì thật ra chúng ta mỗi người chỉ là từng mảnh vụn lấy ra từ cái đại ngã của Phạm Thiên thôi. Cho nên những mảnh vụn này nếu mà trên đường lưu lạc mà nó khéo, nó thu gom công đức, thì cái ngày trở về với nguồn cội của mình đó, nhập một với Phạm Thiên, nó sớm hơn, nó nhanh hơn, nó mau hơn, nó lẹ hơn, này đoạn đường nó ngắn hơn. Còn nếu mà coi như là mình cứ gọi là tào lao thiên tướng, không có tu hành, không có công đức gì hết, thì cái mảnh vụn công đức ở cái mảnh vụn bản ngã, cái mảnh vụn đó là mảnh vụn, cái là mình là một mảnh vụn của Phạm Thiên mà. Nếu mình không có tu thì cái mảnh vụn này nó cứ rời xa nguồn gốc, nó cứ trôi dạt hết đời này qua đời khác. Đó là cái quan điểm của Bà La Môn giáo hồi xưa. Còn người bây giờ thì đạo ông bà nè, rồi đạo ông tu bà tám, đạo nước lạnh nước sôi tùm lum hết, học tùm lum, rồi nghiên cứu khoa học, rồi yoga khí công võ thuật dưỡng sinh tùm lum hết, cuối cùng mình mới đi đến một cái nhận thức rất là mơ hồ, mà mình không bao giờ bỏ thời gian ra để mình kiểm nhận kiểm chứng là nó có đúng hay sai hay là gì. Đó là sống sao chết vậy, có nghĩa là mình sống thì mình ăn gì đó làm, thì mình cứ chết ở đời này cái mình sanh ra cái đời khác, cứ vòng vòng như vậy. Nhưng mà đại khái đó là ở trong cái nhận thức và thường kiến nó có cái điểm giống nhau, đó là nó có một cái gì đó, là mai ghi giùm tôi nha, nó có một cái gì đó nó đi từ đời này sang cái khác, nó đi hoài như vậy đó. Có một cái tôi, có một cái ta, có một cái bản ngã, có một cái linh hồn, nó đi hết đời này sang cái khác. Theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy thì cái dụ nghiệp tuyệt đối không có, cái dụ nghiệp tuyệt đối không có, mà là nhân nó tạo ra quả. Rồi trong cái quả đó, nếu mà mình có tu tập đó, thì thôi nó chấm dứt sanh tử. Còn nếu không đó, thì cái nhân sanh tử nó tạo ra quả sinh tử. Ví dụ như bây giờ do nhân sinh tử, tôi có tham, có sân, có si, có tâm thiện, tâm thiền, rồi tới hồi khi mà tôi có những tâm đó và tôi có hành động, tôi hành động bằng cái sự tác động của những tâm đó, thì đời sau tôi sanh ra tôi làm. Ví dụ như cái quả trong nghiệp, trong vô số kiếp liên hồi, thì có lúc thiện lúc ác. Thì ví giả dụ như bữa nay cái lần này là cái nghiệp thiện, đến lúc nó trổ đi tôi được sanh làm người, thì cái chuyện mà tôi mang trong người nó là quả lành của một tâm thiện nào đó trong quá khứ đấy. Nhưng mà mọi sự nó không có đơn giản như vậy, là bởi vì trước khi tôi mang trong người đó, tôi đã trải qua vô số kiếp tôi làm điều thiện có, điều ác có, thì những cái điều đó đó nó đủ duyên thì nó cho quả. Chẳng hạn như bây giờ tôi làm một cái người đàn ông Việt Nam tên là Lê Văn Tèo, thì do một cái phước nào đó, tôi đặt tên là phước A1 đi, tôi định mang thân người tôi làm đàn ông, nhưng mà phải nhờ có cái phước A2 đó tôi mới sanh vô trong gia đình giàu có, thông minh, học giỏi. Nhưng mà vì cái nghiệp AB, cái nghiệp mà A3 đó, giàu có, thông minh, nhưng mà tôi cứ bệnh hoạn hoài, ba mấy tuổi chết ngắt, lấy xong cái bằng tiến sĩ chết ngắt này, rồi chưa kể là tới rồi trong thời gian mà tôi còn sống đó, thì do một cái phước nào đó tôi phải nói đó là rất là thành công trong danh đại chức vụ quyền hành ngon lành lắm, nhưng mà nó do một cái nghiệp bất thiện nào đó trong quá khứ, tôi hay bị tai tiếng, tôi hay bị hiểu lầm lắm, tôi hay bị hiểu lầm lắm, đại khái như vậy. Thì một cái kiếp sống của mỗi kiếp sống nó là một cái cơ hội lớn cho nhiều cái ác nghiệp và thiện nghiệp của đời trước nó trổ quả. Mà cái nào mà nó trổ, nó trong nó có những cái nhẹ gọi là nghiệp bình nhật, nó lai ra 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 lúc buồn lúc vui, lúc có chuyện này lúc có chuyện kia, nhưng mà nếu mà nặng đó, thì tôi sẽ bị mất mạng để tôi sang một kiếp sống khác. Và làm ơn nhớ giùm cái anh Lê Văn Tèo bây giờ nè, ảnh không phải là cái con người của một cái kiếp trước nào đó, không phải, mà ảnh chỉ là cái kết quả của một kiếp trước nào đó thôi. Cái nhân nó không phải là quả, mà cái quả nó phải là nhân. Cái nhân là cái nó tạo ra quả, và quả là cái được tạo ra, nó là sản phẩm của nhân, chứ nó không phải là nhân. Làm ơn nhớ dùng cái đó. Nó không bao giờ có một cái gì đó nó đi từ đời này sang kiếp khác. Trong kinh thần Phật giáo Thủy vốn không có chuyện đó nha. Tôi năn nỉ cái việc là mình nhớ dùm cái đó. Không có một cái gì nó đi từ đời này sang đời khác, không có.
mà tất cả nó được diễn ra theo một cái lực đẩy, là cái nhân nó tạo ra quả, và trong cái quả đó, hả, nếu mình còn phàm thì nó tiếp tục nó tạo ra một cái nhân khác, và cái nhân và quả nó phải là một, mà cái quả nó đi ra từ nhân nhưng nó không phải là nhân nha. Thì cái sự mà kết nối đó được gọi là sanh tàn á, nhớ chưa? Thay vì ngoài đời nó đó là có một cái linh hồn. Dạ, nắp mô với tha giá. Dạ, cho con hỏi là ở trong room có nghe âm thanh của bên con không ạ? Ô dạ dạ, sa thú dạ, con cảm ơn cô Trà Khúc và Sài Gòn mưa nắng. Dạ, để con cầm mic để đợi sư vào xem sư có thể cầm mic lại được không ạ? Các vị có nghe không? Nó rất là buồn và nó kỳ quá đi. Nó lạ lùng, tại sao nó cái này long thần hộ pháp cản trở không cho mình nói trời trời. Như vậy hồi nãy các vị có nghe tôi nói mình với Santana chưa? Alo, tôi nhắc lại nha. Tôi nhắc lại là cái chữ Santana đó ở trong đây nè, cái chữ Santana cá trong cái câu thứ ba đó, cái câu thứ ba mà ngày không có dây găng đó, thì cái chữ Pali nó là Santana cá. Mình có cái sự giúp sức của ai đó chứ không mình nghèo và tụi Minh Châu không? Nó có nhiều cái dấu hiệu lắm mà ở đây tôi không có nói ra hết nha. Để với từ cái chữ cú tiếng ca ở đây đó, chữ cú tiếng ca ở đây nghĩa là âm trầm, nhưng thật ra cái chữ cú tiếng ca nó không có nghĩa mình là nghĩa là chỉ là âm trầm, mà trong tiếng Mỹ nó gọi là hát. Nó có nhiều chữ dịch trong đó có một chữ là chữ hát. Chữ hát nó có nghĩa là cái liều hay là cái chồi. Dạ, yeah. Chứ còn cái âm trầm thì nghe nó sang quá, đối với tôi là sang lắm mà nghe nó hơi hẹp nha. Yeah. Mà nó là cái liều hay là cái chồi là tại sao? Là bởi vì cái dụng ý của ông này đó, ông muốn nói tới cái bụng mẹ. Nha, yeah. Ông muốn nói cái bụng mẹ, cái bầu thai á, bầu thai. Cho nên á là cái chữ Kutika này nó là cái chồi hay là cái liều nhỏ. À, cái nhà tạm mà không có lớn nha, đây là Kutika. Rồi cái chữ thứ ba đó là cái chữ thứ hai đó là cái tổ ấm, cũng là thơm ngậm luôn. Cái chữ Kuluvaka đó, cái chữ Kuluvaka nó có cái chữ gốc của nó là gì? Chữ Kuluvaka đó nó có nghĩa là cái tổ chim. Kuluvaka là cái tổ chim. À, trong tiếng Mỹ thì dịch rõ ràng là cái chữ nest. À, chữ nest. À, cú lu quát ca là cái ổ chim, cho nên mình dịch lại cái tổ ấm thì nghe nó đã thiệt đó, nhưng mà có đâu phải cái tổ nào cũng ấm đâu, không? Trong khi cái cô vợ mà cổ tào lao mà cổ là cái tổ chim. Rồi cái thứ ba nữa là cái chữ Santanaka. Cái chữ Santanaka nó có nhiều nghĩa, nó là cái rễ phụ